dậy sớm lâu lư, làm cho lắm chứ cũng không dư đồng nào. Không, thức khuya dậy sớm xào xào, làm cho lắm cũng giàu hơn ai. Giờ là dân thơ la láng luôn. Không, nó rõ ràng không? Thức khuya dậy sớm lâu lư mà làm cho lắm nhưng như đừng nào. Này 400 ngàn nè. Ừ. Rồi của anh này 300 nữa là 700, 900 này nó trời ơi không có lời luôn á. Tám chục trái, tám chục ngàn, không lời, không lời ngàn luôn á. Sao lại không lời? Tám chục trái, tám chục ngàn đâu có lời. Tám chục ngàn là có lời mà. Nó đâu có vô ra để trả cho em đâu. Ờ, đi buôn là không lời là lỗ à. Ờ, vậy đó chứ không có chuyện mà như bán hết là lời chứ không nói mà. Ờ, bữa em có tiền bo hả? Đủ rồi, bo đâu? Ờ, đâu đâu lấy chục thôi đâu. Thì hôm nay thì bé Nhi thì được một chú bên Mỹ cũng như là anh Thiệt mua ủng hộ Thơm. Thì hôm nay thì bé Nhi bán hết sớm anh chị. Đó. Đây là những cái số Thơm mà của anh Việt đã vừa mua xong. Và ở đằng sau này nè thì được chú bên Mỹ mua rồi. Nên hôm nay bé Nhi bán rất là hết sớm anh chị. Chứ cũng hạn chế quay nha. Hạn chế giùm chị nha. Mai bán là kim tây, móc tay, đá lửa, hột quẹt. Giờ này còn ai xài hột quẹt này không? Bán bình ga không chị? Bán không, ga nổ chết à. Bán bóp nữa. Bán bóp nữa, cứ mang cái bóp, bóp ra 500, bóp dưới 1 ngàn. Ủa sao gọi là chị? Chị Tấn? Chị Tấn ơi, sao gọi là bóp bóp trên rồi bóp dưới vậy? Đang quay mấy luôn. Là cái bóp là người ta bỏ túi áo trên nha, bỏ túi áo dưới. Bóp trên 500 bóp dưới nha. Vậy hả? Đâu giờ anh hỏi cái nào bóp trên bóp dưới đâu. Ví dụ như người ta mặc áo khoác rồi bỏ cái bóp ở trên thì là bóp trên, rồi nhét dưới là bóp dưới nè. Đó. Bỏ lỡ nghe nó thì anh mua anh thấy là làm mất hay sao ta? À đúng rồi, đây là anh Quỳnh Thành Việt anh mua hơn, thứ nhất là mua ủng hộ bé Măng. Đó, hai là anh đem về mở lòng cái Thơm chứ để cho bé bán Thơm nữa nè. Đi qua video này á em cứ ăn cái Thơm sấy á, có gì anh Việt sấy Thơm Việt gửi cho em hỏi nhanh được rồi. Anh Việt có bán online không? Tụi nó giao hàng luôn chứ. Thôi rồi đi về đi để mà đứng hồi bán Măng bán Thơm hoài. Em không có sợ không? Không sợ, em hết sợ hả? Đây quà này là của chú loại ăn xe bộ yếu của tưởng là ủng hộ 1 triệu nha. Đây chú này người Việt Nam, còn này phần này là 200 đô, này là của chị Phạm Thảo, Thảo Phạm là gửi cho các anh YouTube á, là mời mấy mọi người đi ăn sáng một bữa, nhưng mà nãy cô tưởng có ý kiến qua mấy người ở đây rồi, ở đây có mấy người vắng mặt, em không có nè, em không có, em này không có, em này không có, em này không có nè. Nhưng mà nhường lại bằng ăn này cho bé Nhí nè, có ai đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý rồi, phải nhường không chị ơi? Đồng ý lắm. Đồng ý lắm không? Tiền đâu có xài được không con, hai chú. Được, được, đừng nghe là suối dạy. Chó vô, vậy nè. Được, không phải đâu xài cho chị. Chó vô vậy đó, đừng có chó lô tiền là lú ra. Thấy không? Lú ra nó sẽ rách, đi vậy đó. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì hôm nay là chị Tưởng đã đem những số tiền của Mạnh Hùng Quân gửi tặng cho bé Nhí không chị, và cũng như số tiền của Mạnh Hùng Quân cho mấy anh YouTuber, thì mấy anh YouTuber đã gửi tặng lại cho bé Nhi, cũng như là các Mạnh Hùng Quân đó là gửi tiền cho mấy anh YouTuber để mà ăn mà sáng thì mấy anh YouTuber không ăn sáng, để trao lại số tiền đó cho bé Nhi. Thì hôm nay là bé Nhi bán hết sớm ở nhà, do là bé Nhi được hai Mạnh Thường Quân mua ủng hộ nên bé Nhi hết sớm. Thì em ra hơi trễ thì em quay video, thì
cập nhật tình hình nó hơi trễ xíu anh chị. Thì bé Nhi hôm nay là ra bán lúc 5 giờ sáng đó. Thì bé Nhi thì bây giờ đã bán sắp xong rồi, chuẩn bị về với anh chị. Thì chị Tưởng lúc nào cũng đồng hành cùng bé Nhi để mà bán mỗi sáng anh chị. Ủa dạ chị, hôm nay là mình ra phụ bé Nhi là lúc mấy giờ chị? 5:30 em. 5:30 là chị đã ra sớm. Ở đây rồi. Dạ. Ủa chị, bữa nay là bé Nhi bán bao nhiêu trái thơm chị? 80 trái em. 80 trái hả? Chị hôm nay là bé Nhi bán hết sớm hơn thường ngày đúng không chị? Sớm hơn tại vì có người ủng hộ, do là vườn không cho bán á. Dạ. Thì thôi bắt đầu từ ngày mai mấy đứa định đến quay bé tuần nữa. Nha. Dạ. Để đông á. Công an vừa không cho. Dạ. Chứ ở cửa nhà là xin bà ngồi gốc ở đây nè. Thì mấy đứa đông quá chị sợ lâu quá chủ nhà nó thấy cũng bé bị đuổi nữa rồi không biết đi đâu. Dạ. Ha, mấy đứa cũng thôi nể tình chị chút xíu đi. Vậy đó hả? Cười vậy đó hả? Vậy cười chừ. Đeo trang nha, dịch tới nha. Chục chiếc thơm nữa. Con phanh tay lại, con cảm ơn ông Văn Huỳnh. Con cảm ơn chứ. Con cảm ơn bác Văn Huỳnh. Ông á. Ông thưa bác gì cũng được. Ông đem ra một cái không nổi ghê luôn á. Bút tiền ngàn quan nha con. Đã nói rồi, đem theo cái túi đựng tiền mà không đem. Rồi ăn rồi giải tán ở chỗ này để hồi là có la nữa. Con lúc nào phải mang theo cái túi để con nhớ chú chứ con quên chú luôn à. Sợ quên chú. Sợ chứ, mốt nó giàu có nó quên em. Thì hôm nay thật là bất ngờ, thì bé Nhi được rất là nhiều mạnh thường quân cho tiền ủng hộ cũng như là mua những cái trái thơm ủng hộ bé Nhi với anh chị. Thì rất là vui, rất là vui mừng cho bé Nhi cũng như là gia đình bé Nhi luôn á. Thì em cũng cảm ơn anh chị đã xem video này nha. Thì chắc mai mốt thì em sẽ không có qua quay bé Nhi nữa anh chị. Thì hiện tại thì bé Nhi bán cũng ổn rồi, mà bây giờ nếu mà tụi em quay nhiều quá thì bé Nhi không thể nào mà buôn bán được anh chị. Thì tại vì hiện tại là mấy người khu vực không cho tụ tập nữa anh chị ơi. Thì em chắc có video này là video cuối cùng em quay bé Nhi cho cả nhà xem. Thì em cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Thì bây giờ đồ đạc của Nhi đang dọn xong, anh chị chuẩn bị về. Thì chị Tưởng ra lúc 5:30 sáng, giờ thì chị về ngủ. Chiều bắt đầu chị dọn dẹp để chuẩn bị tới sáng luôn đó chị. Dọn dẹp về tới nhà khoảng 3 giờ rồi. Ngủ nó được nhiêu đâu, đi ra đây rồi không có ngủ. Nếu mà chị ngủ là chị đi không có nổi. Sư phạm em. Tại vì 5 giờ đợi phường đóng cửa rồi mình mới được bán. Giờ là ai chở chị về? Đi Duy Nhiên á em. Dạ. Đúng rồi. Thì chị Tưởng cũng có mở quán đó anh chị có đi ngang từ đại học sư phạm đường An Dương thì ghé ủng hộ chị Tưởng nha anh chị. Tấm lòng của chị Tưởng rất là cao cả luôn anh chị. Thì chị Tưởng buôn bán tới 2 sáng rồi chị Tưởng thức tới 5 giờ thì chạy qua tới 5:30 phụ bé để mà gọt thơm xong rồi về ngủ anh chị và bắt đầu chiều bán tiếp luôn á. Dạ thì em cảm ơn tất cả cô bác anh chị đã xem video về cậu bé bán thơm anh chị. Thì hiện tại là cậu bé bán thơm có lẽ là video này là video của em quay về cậu bé bán thơm cho cả nhà xem. Tại hiện tại là có mấy chú
bảo vệ trật tự khu phố á, không cho tụ tập đông người, nên có lẽ là em sẽ tạm thời không quay cậu bé bán thơm cho cả nhà xem nha. Thì lâu lâu nếu mà có dịp mà được quay thì em sẽ quay lại cho cả nhà xem. Thì sáng thì chú khu phố ngồi đây nè, bé bán thơm ngồi đây anh chị. Cái hồi trước thì bé ngồi ở ngoài đây nè, bây giờ là xin cô chủ nhà cho dời sát vào trong đó. Thì không biết là mai mốt có được quay nữa hay không thì em không biết, thì chắc có lẽ cái video này là cái video cuối về cậu bé ăn thơm cho cả nhà xem nha. Đó, em cảm ơn tất cả mọi người đã xem ủng hộ em suốt thời gian qua. Em chúc tất cả các bác anh chị em mình nhiều sức khỏe, nhiều thành công nha mấy anh chị. Và nếu sau này được mà quay thì em sẽ tiếp tục quay cậu bé bán thơm cho cả nhà xem ạ. Dạ, em xin hẹn gặp lại cả nhà vào một video tiếp theo nha mấy anh chị. Và sau này em cũng có làm vlog nữa, rất mong mấy anh chị xem ủng hộ giúp em nha. Em cảm ơn mọi người ạ.